Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 11, như thường lệ những thông tin trong nước sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ngày 3 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay ở Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Pháp, hội kiến Tổng thống Pháp, gặp Chủ tịch Thượng viện Pháp, gặp Chủ tịch Quốc hội Pháp. Thủ tướng sẽ có các cuộc hội kiến tiếp gặp Tổng Giám đốc UNESCO, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Giám đốc điều hành chương trình Cố vắc, Hội Hữu nghị Pháp Việt gặp gỡ cộng đồng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và một số nước châu Âu. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp đang trên đà phát triển tích cực. Hiện Pháp là bạn hàng lớn thứ tư, nhà đầu tư lớn thứ hai và nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong EU. Nhiều tập đoàn lớn của Pháp mong muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ cao. Theo báo cáo của vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước thực hiện 10 tháng ước đạt 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Có 53 địa phương thu nội địa 10 tháng đạt trên 83% dự toán, trong đó 49 địa phương thu đạt trên 88% dự toán, 41 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ. Một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%, 10 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp. Theo Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020. Một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, duy trì được mức tăng trưởng khả quan, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Bên cạnh đó, giá dầu tăng 20,6 USD trên một thùng so với giá dự toán, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước từ dầu thô. Kim ngạch xuất nhập khẩu những tháng đầu năm tăng, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế lũy kế 10 tháng ước tăng 31,55% so với cùng kỳ tăng thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu. Về cân đối ngân sách nhà nước, tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 10 tháng có thặng dư, trong đó ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn. 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 vừa được Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định ban hành thuộc 9 nhóm lĩnh vực theo đó có 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống xử lý rác, nước thải, hạ tầng giáo dục và y tế, hạ tầng văn hóa thể thao du lịch, ngành nông lâm thủy sản, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 Ngoài tên dự án, còn có mục tiêu dự án, địa điểm thực hiện, quy mô, thông số kỹ thuật, tổng vốn đầu tư, hình thức đầu tư, địa chỉ liên hệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn kiểm tra việc thi hành quyết định, chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng chi tiết nội dung thông tin dự án, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến danh mục, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xúc tiến các dự án thuộc danh mục, ra soát kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ kinh phí của các hoạt động thực hiện theo quy định. Theo Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực đô thị là khoảng 131.100 căn, với tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết, số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương cho thấy, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng. Trong số đó, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực đô thị là khoảng 131.100 căn với tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gói tín dụng 65.000 tỷ đồng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội. Trong đó 15.000 tỷ đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho một số đối tượng vay ưu đãi để đầu tư mua thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Bộ Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc ra soát, cho ý kiến về đối tượng, điều kiện và lập danh mục dự án được vay theo quy định, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp trong nghị quyết về gói tín dụng nêu trên. Tính đến cuối tháng 10 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 109 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại khác nhau. Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hiện đã có 6 địa phương tiến hành tiêm là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình và Quảng Ninh. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ. Đến nay, các địa phương tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương. Chín tỉnh thành phố bao phủ đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Bắc Ninh. 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tiêm được 38,2 triệu liều vaccine, chiếm 46,6% cả nước. Bộ Y tế đang hướng tới tỷ lệ vaccine bao phủ dân số trên 18 tuổi đạt 100% trong quý tư và đầu năm 2022. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia trên thế giới và các loại vaccine đã được cấp phép tại Việt Nam có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới 12 tuổi, đảm bảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng tiếp cận bình đẳng vaccine phòng COVID-19. Ngoài biến thể cơ bản của chủng Delta tại Nga, còn có thêm khoảng 10 biến thể phụ đã được ghi nhận trong nước, khiến cho tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng. Nga đang đứng đầu châu Âu về số ca tử vong do Covid-19 với hơn 240.000 ca. Hiện nước này đang phải áp dụng thời kỳ không làm việc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 11 trên toàn quốc để giảm đà lây lan của virus trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine thấp, cộng với thái độ chủ quan của người dân, trong khi chính quyền không muốn áp đặt những biện pháp mạnh tay hơn. Theo người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương của Cơ quan Giám sát và Bảo vệ Sức khỏe Người tiêu dùng Liên bang Nga, hiện nay, ngoài biến thể cơ bản của chủng Delta, còn có thêm khoảng 10 biến thể phụ đã được ghi nhận trong nước. Trong cơ sở dữ liệu quốc tế ghi nhận có tất cả 40 dạng khác nhau của chủng này. Dù vaccine Sputnik V được các nhà khoa học Nga và Trung tâm nghiên cứu khẳng định là có tác dụng chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2. Nhưng tỷ lệ tiêm chủng tại Nga hiện vẫn còn ở mức thấp, chỉ một phần ba dân số, khiến làn sóng dịch thứ tư bùng phát với sự lây lan mạnh của các biến thể mới. Mỗi ngày ở Nga vẫn có thêm khoảng 40.000 ca nhiễm mới. Hiện các khu vực của Nga đang xem xét tình hình dịch tễ trong tuần này để đưa ra quyết định kéo dài thời gian kỳ nghỉ chống dịch trên cơ sở sắc lệnh liên bang. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Những tháng gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu giảm dần, riêng trong tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý đạt 128 triệu USD, giảm 52% so với tháng trước. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, ước cả năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh sẽ tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 10, Kim ngạch nhập khẩu đạt 49,5 triệu USD, tăng 38% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5 triệu USD, giảm 92% so với tháng trước. Kim ngạch hàng hóa giám sát kho ngoại quan đạt 65 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 544,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Đạt 115,9% nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, 77,5% kế hoạch năm, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 104,9 triệu USD, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,4% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 258,8 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,6% kế hoạch năm. Kim ngạch hàng giám sát kho ngoại quan đạt 180,8 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,4% kế hoạch năm ước thực hiện năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý đạt 687 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 146,2% nghị quyết hội đồng nhân dân giao, đạt 97,7% kế hoạch năm. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo tinh thần giữ an toàn để thực hiện xuất nhập khẩu và chỉ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu khi đảm bảo an toàn. Đồng thời, có sự trao đổi, phối hợp thường xuyên giữa các tỉnh biên giới lân cận và phía bạn Trung Quốc trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng đã trao 19 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đoàn Văn Khẩm, chú Thải tổ 2, phường Ngọc Xuân. Gia đình ông Khầm có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều năm qua cả gia đình phải ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4, mái lập tôn, Nên lát gạch khoa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với kinh phí xây dựng gần 140 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ về nghề nghèo thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng, quỹ về nghề nghèo Phường Ngọc Xuân hỗ trợ 20 triệu đồng, các phòng ban thành phố hỗ trợ 19 triệu đồng. Doanh nghiệp Quang Thảo hỗ trợ cát xây trị giá 6 triệu đồng. Công ty gạch tuy nen Tân Phong hỗ trợ 10.000 viên gạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc hỗ trợ 5 mét khối cát. Đoàn thanh niên phường hỗ trợ ngày công lao động. Huyện Hà Quảng đã trao giải cuộc thi ảnh duyên dáng áo giải phụ nữ Hà Quảng năm 2021 và ra mắt trang fanpage Hà Quảng News. Sau gần một tháng triển khai, cuộc thi ảnh đã nhận được tác phẩm của 29 tập thể và 40 cá nhân tham gia. Việc trình diễn áo dài quê hương nhằm tô thêm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và tại quê hương cách mạng Hà Quảng nói riêng là một phần tất yếu không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Cũng tại buổi trao giải, lãnh đạo huyện Hà Quảng đã cho ra mắt trang fanpage Hà Quảng New tập huấn định hướng về công tác biên tập, cách khai thác thông tin, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông trên trang fanpage khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy vẻ đẹp dân tộc trong mỗi người, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.